Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những điều cấm kỵ trong khi hộ niệm mà gia đình cần chú ý. Điều này hôm qua chúng ta có nói trong cái buổi họp quốc tế, nhưng mà hôm nay chúng ta nói lại cho nó ngon lành. Những cái điều cấm kỵ này nếu mà gia đình cố gắng gìn giữ cho đầy đủ sẽ tạo cái cơ duyên rất tốt để cho người bệnh vãng sanh. Chư vị có nhớ là hồi hôm trong cái buổi hội thảo đó có một cái chuyện mà làm cho âm cảm động. Đó là gia đình bác Hoàng Văn Nguyên mới ra đi thẳng tướng tốt lắm, hy vọng vãng sanh. Và chư vị thấy là cái gia đình đó định là nêu ý kiến gì đó mà rồi cái cảm động quá cứ khóc ròng. Và cái chuyện này cũng có thể nêu ra để mà nói với chư vị là những cái điều gì đáng làm, những cái điều gì mà không đáng làm trong cái một cái buổi hộ niệm. Cô Hoàng Văn Nguyên bị tai nạn mà chết. Chư vị biết là đây cũng là một cái điều mà rất là trở ngại trong cái cuộc vãng sanh. Gia đình rất là thành tâm, nhưng mà chưa vị biết là trải qua một cuộc tai nạn mà đến chết người không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta tu hành như thế này nhưng mà gặp một cái chướng ngại như vậy chưa chắc gì tâm chúng ta có thể giữ được an tịnh, không có bị dao động. Mà cũng chính vì vậy cho nên các ban hộ niệm tới hộ niệm mà đến 15 tiếng đồng hồ rồi thì thân thể vẫn chưa tốt. Và bắt đầu họ mới gọi tôi dậm. Tới cái cảnh trạng đó giờ em cũng không dám nói, tại vì đây là một chuyện hết sức khó. Nhưng mà hay một cái là sau cùng thì ông cụ đã chuyển tướng một cách lạ lùng, rất là tuyệt vời, đến nỗi mà hôm gia đình đó nói lời cảm ơn mà phải rơi nước mắt. Đây chính là cái lòng gọi là lòng thành kính của gia đình. Gia đình thành kính vô cùng. Khi mà dám bắt điện thoại để mà khai thị trong cụ thì khoảng chừng mười mấy người đứng chắp tay rất là trang nghiêm, thực sự rất là trang nghiêm. Và xin thưa với chư vị, cũng do chính cái lòng thành kính này mà dám mới dám mà nói một vài lời với ông cụ, chứ còn không thì không dám nói. Là các vị đó đã nói là mỗi lần mà dám đi ra Hà Nội, ra ngoài Bắc để mà tọa đàm trong các đạo tràng thì gia đình đều tham gia đầy đủ. Và có một lần là gia đình đó nhờ vị thầy ở chùa Tăng Phúc hay đâu đó là dẫn tới gặp, mà tại vì nhiều khi về đông quá cho nên không biết. Chính gia đình nói như vậy. Xin thưa với chư vị, đây là một cái duyên khởi rất là tốt. Nếu mà chư vị có nghe qua cái lời hay thì đó dẫm cứ nhắc mãi là cụ ơi cụ mến thương Diệu Âm, cụ thường hay tới nghe Diệu Âm. Thì bây giờ Diệu Âm cũng đem cái lòng thương này mà tha thiết nói với cụ phải mau mau buông xả để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói lòng vòng cũng trở lại cái câu đó là cụ ơi, cụ hàng ngày nghe Diệu Âm thì bây giờ đây cụ đã xả bỏ báo thân rồi, phải nghe thêm một lần nữa đi. Nếu giả sử như ông cụ đó mà không thích mình, không mến mình, không có nghe lời mình thì tất cả những lời nói này nó giống như là nước đổ lá bông, không bao giờ có thể giúp được. Cho nên xin thưa với chư vị là chính cái lòng thành kính này nó giúp cho ông cụ sau khi mà mình nói chuyện xong thì mời gia đình tiếp tục niệm Phật thêm 4 tiếng nữa. Thì vô tình chỉ còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ là bắt đầu ông cụ đã chuyển tướng rồi. Và có một vị thầy ở từ Huế ra thì chư vị đó cũng xin vị thầy đó thâu niệm Phật luôn. Họ niệm Phật luôn từ 27 tiếng đồng hồ mới rồi. Đó là do sự thành kính. Cho nên khi mà chúng ta nghe những cái điều cấm kỵ của gia đình, nếu chúng ta lắng lặng mà nghe, thành kính mà nghe thì chư vị sẽ có thể phát hiện ra những cái sơ suất mà mình có thể biết. Tại sao có những ban hộ niệm đi hộ niệm mà cái xác suất rất là yếu? Nhiều người hộ niệm mà cái sự việc mà ra đi thân tướng tốt, có cái hiện tượng mình hy vọng là họ vãng sanh, nó lên tới 80-90%. Có những ban hộ niệm mà hộ niệm thường thường xảy ra có chừng 10% là nhiều, có những ban hộ niệm ít hơn nữa.
là do cái chỗ này đây. Một cái ban hộ niệm mà mang cái tâm trạng thành kính tới hộ niệm cho người bệnh, cái xác suất rất cao, rất cao. Còn có người khi mà hộ niệm được vài năm thấy bắt đầu tốt tốt độ, cái tự nhiên không còn nghe nữa, tức là cái tâm thị mạng bắt đầu nó nổi lên rồi. Mà bắt đầu khi tâm thị mạng nó nổi lên thì thường thường cái xác suất hộ niệm không tốt. Mà người ta cứ vẫn nói giống như vậy, những cái lời khai thị nó văng vẻ nó như vậy mà người ta nói tại sao lại không được. Mà thực ra là nó mang cái tâm trạng thị mạng trong đó, nó không có cảm ứng, không có gì cả. Thực sự nó có những cái rất là tế vi. Tại người ta tưởng là dối rồi, chính vì họ tưởng họ dối cho nên cái sự mà gọi là cảm ứng nó xuống đi. Mong cho vị chú ý cùng nhau thành tâm chí kính để mà tự mình lợi lạc, rồi đem lợi lạc đến cho người. Câu A, không được để bà con bạn hữu trực tiếp gặp người bệnh để chia buồn, nói lời bi quan, cầu chúc lành bệnh. Đúng không chưa vậy? Có nhiều người khi mình đưa ra vấn đề này, nói trời ơi, bạn bè quen thân từ bao nhiêu năm rồi, bây giờ bệnh mà không cho tới thăm là cái điều coi như là bạc tình bạc nghĩa. Khi mà họ cứ đặt cái điều kiện này ra thì mình đưa đó, cái xác suất của cái người bệnh này sẽ xuống thấp lắm, và có thể nhiều khi mất cái khả năng bản thân luôn. Cho nên mình phải còn giải thích, mong cho vị là đem cái bản nội quy tới giải thích là không phải chúng tôi bạc tình bạc nghĩa hay là làm cho người này mất cái sự ơn nghĩa giải dạy đâu, mà chúng ta tìm mọi cách mà gỡ cho được những cái ách nạn của người bệnh này, là dán cho người ta hiểu là khi những người bà con thân nhân trên thế gian thì người ta mến mộ, người ta thương yêu, người ta có thể giúp được. Nhưng mà cái về cái mặt xuất ly tam giới, cái mặt mà giải thoát thì đây là điều tối kỵ. Tại vì càng nhiều tình cảm thế gian thì càng xa rời đường giải thoát. Bất cát ái bất ly ta bà là cái câu này đây. Ái là gì? Là luyến ái bà con thân nhân bạn hữu tới quyến luyến với nhau, hồi chiều thua. Một người khi trước khi xả bỏ bản thân mà thương nhớ đứa con, mà đùm bọc đứa con, mà không rời đứa con, không cách nào có thể bản thân Tây Phương cực lạc được. Một người muốn bản thân Tây Phương mà bạn bè ơn nghĩa giải về còn muốn là chia tay chia chân gì đó thì không cách nào có thể bản thân được. Cho nên thành ra mình phải gián nghĩa cho người ta biết là nếu để bạn bè tiếp xúc thường xuyên với người bệnh thì nhất định tâm đạo của người bệnh sẽ xuống như diều, mà diều đứt dây, không cách nào có thể cứu được. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, mà khi đi hộ niệm chúng ta phải gián giải và tự mình phải gián giải. Tức là bạn bè đúng không, chúng ta phải đảm bảo, mà có bạn bè gì, thôi anh hãy đến niệm Phật cho tôi đi, tôi đã sắp chết rồi, tôi đã sắp rời khỏi thế gian này rồi, đừng quyến luyến nữa. Thực sự đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở. Nói lời bi quan cầu chúc lành bệnh. Thế gian thì cho cái điều này hay lắm. Cầu mong cho chị hết bệnh, cầu mong cho sớm bình phục, cầu mong cho được gì đó, thọ tỷ Nam Sơn rồi đó. Những lời này mình tưởng là hay. Nhưng mà đối với vấn đề hộ niệm, nếu mình gieo trong cái tâm của họ mà còn luyến lưu cái cõi đời này thì nhất định mất phần vãng sanh. Cho nên trong cái pháp hộ niệm gọi là vãng sanh, hay là nói chung là cái pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nó có hai cái điều mà mình phải nhớ. Một là hân, hai là yếm. Hân là hân hoan vui vẻ chờ đón từng ngày từng phút mình trở về Tây Phương gặp Đức A Di Đà là nào. Yếm là chán chê, là tách ly ra, là ly khai đi sự tham muốn ở lại thế gian này. Bạn hữu tình thân quyến luyến gia tộc, những cái điều đó là chúng ta phải yếm đi, tức là lúc đó phải chuyển tất cả những cái mối thương yêu đó thành cái chỗ là giúp đỡ lẫn nhau để trở về Tây Phương Cực Lạc và cùng cứu nhau thoát cảnh sáu đường luân hồi sanh tử mới đúng đạo. Nếu mà chúng ta còn quyến luyến, trời ơi, bạn bè thân hữu mà không cho tôi gặp thì tình nghĩa đâu kỳ lạ vậy, đoạn tình đâu nhất. Nếu mà mình còn có cái chấp đó thôi chịu thôi, tự mình đã mất phần văn tranh. Cho nên khi mà nghe nói như vậy, nếu mà chư vị có cái lòng thành kính thì tự nhiên đây là những lời tổ. Tại sao chư tổ khuyên mình làm như vậy? Chư vị có lòng thành kính thì một lòng mà nghe như vậy, tự nhiên nó xoáy trong tâm của mình những cái giác ngộ kịp thời.
mình đi vãng sanh. Còn có nhiều người tưởng rằng mình giỏi, mình ngon rồi, cứ nói là à cái gì chuyện bình thường, cái bình thường của thế gian nó khác. Còn cái chuyện đi về Tây Phương thì cái bình thường đó là những người mà rời khỏi những cái quyến luyến của thế gian mới thực hiện được. Câu B là không cho thú vật như chó mèo lãng vãng bên cạnh, đúng không chư vị? Đây thực sự là một điều mà có nhiều người không phát hiện được. Chính Dư Âm đã đi nhiều lắm, đi nhiều lắm. Có những cái ngôi chùa mà người ta nuôi lần 20-30 con chó. Đây là một điều trở ngại vô cùng cho chính họ mà họ không hay. Tại vì khi mà mình nuôi chó, mình tưng tiêu nó, thì sau cùng chính những con vật này nó phá hoại cái đường vãng sanh của mình rất nặng. Thực sự, một con, hai con thì mình có thể cản trở được, cho 20-30 con không cách nào có thể cản trở được. Mà đến lúc đó nội mà mình ngồi ở trong mình niệm Phật, ở ngoài nó sủa thì thôi cũng chịu thua. Và không ai có thể cản trở được những hành động bất ngờ của những con vật đó. Cho nên trong cái pháp hộ niệm chư tố vậy là thú vật nuôi trong nhà không được lãng vãng bên cạnh. Chư vị nên nhớ là đi vào một cái chỗ hộ niệm, mình ngồi tới đây mình hộ niệm, mình nhìn trên thấy cái đầu kẹo kia có một con mèo nó nằm trên đó, mình phải tìm cách đuổi nó liền. Những cái đó chỉ có những người hộ niệm mới biết, còn những người hộ niệm không biết. Có những người mà cứ thường vuốt ve những con chó, vuốt ve khi mà bắt đầu mà mình bệnh xuống rồi, nó nằm sát trong lòng của mình. Tại vì nó thương mình, nó trung thành với mình, sẵn sàng nó chết với mình. Chính vì cái tâm trạng mà trung thành tuyệt đối của loài chó này, nó lại là một cái cản trở vô cùng nguy hiểm. Trong lúc chúng ta đã hiểu được như vậy, mới thấy rằng là có những cái mình tưởng rằng là hay, nhưng mà nó lại dở lại như vậy. Con chó nó có thể nó phản ứng những cái chuyện mà mình không cách nào có thể ngờ được. Và trong lịch sử có ví dụ như một người chết rồi đó, mà một con mèo, con chó mà nháy qua cái thân họ, nhiều khi cái thân nó dựng lại luôn á. Thực sự có đấy chứ vậy. Thực sự có đấy. Nó có cái ảnh hưởng, cho nên trong cái pháp hộ niệm người ta dạy như vậy. Chúng ta cẩn thận, đừng nên sơ ý. Câu C, không được tự động áp dụng những cách hộ niệm khác hoặc thay đổi quy luật hộ niệm, đúng không chư vị? Chính hồi hôm nay Dâm cũng có nhắc nhớ vào cái chuyện này, là tại vì có nhiều người khi thấy cái pháp hộ niệm đơn giản quá, cho nên thường thường thêm những cái điều mà hay ho vào. Cái điều này ảnh hưởng về sau rất là tệ hại. Sở dĩ cái đạo Phật chúng ta đã rơi vào cái tình trạng gọi là mạt pháp, chỉ vì những người mà hành đạo đã sơ ý, cứ thêm vào, đến một lúc nào đó thì những đời sau, những người sau, người ta không biết đâu là chánh, đâu là tà nữa, đưa đến cái chỗ gọi là mạt pháp là như vậy. Vì mình thấy hay mình mới thêm vào. Nhưng mà nếu thực sự hay thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái chuyện đó rồi, chư tổ đã thêm cho chúng ta rồi. Tại sao chư tổ ngăn cấm là quyết lòng phải y giáo phụng hành, không được thêm, không được bớt? Là tại vì các ngài sợ chuyện mù là tam sao thất bổn đấy. Mình thêm cái chỗ này hay nhưng mà đưa chỗ khác nó lại không hay, mà thêm vào thì người sau cứ tưởng là đó là cái cần phải làm. Thêm một lần thì sẽ có lần thứ hai. Một người này thêm thì người kia cũng bắt chước thêm. Thêm riết rồi đưa đến cái chỗ là pháp hộ niệm nguyên bản nó như thế nào, chúng sanh sau này hoàn toàn không biết. Chính vì vậy mà ngài Ân Quang luôn luôn nhắc nhở chỗ này là nhất định không được thêm bớt. Hẳn nhiên chúng ta có quyền uyển chuyển, đúng. Thì xin thưa với chư vị, cái nào uyển chuyển chúng ta phải nói rõ đây là uyển chuyển. Nhất là bây giờ cái thời đại này, video, TV, cassette độ đó, đưa ra những cái băng đó dễ lắm, hồi trước làm gì có. Chính những cái video này nó cũng là cái điểm lợi để mà truyền bá, mà nó cũng là cái điểm vô cùng hại nếu mà truyền bá sai. Cho nên thành ra nhắc nhớ với chư vị là nếu gặp những trường hợp uyển chuyển, chúng ta phải nói ngay trong cái video liền, đây là do uyển chuyển. Ví dụ như là người này thích tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi không phải sai, nhưng mà pháp hộ niệm không cần. Nhưng mà chính người bệnh thích thì chúng ta cũng tụng chú Đại Bi cho người ta, và chúng ta nói là tôi tụng cho cụ 10 biếng, sau 10 biếng như vậy là đã thỏa mãn rồi, bắt đầu chuyển qua niệm Phật nhé. Và trong cái video chư vị nói vì người bệnh thích như vậy, quen như vậy, cho nên chúng tôi uyển chuyển làm như thế này, chứ pháp hộ niệm không bắt buộc phải tụng. Chúng ta phải nói rõ rệt cái chỗ này để chi, để cho người nghe đó người ta xác định rõ ràng là cái tụng chú Đại Bi không phải là điều cần thiết trong pháp hộ niệm.
mà làm sao giúp cho người bệnh nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng trở về Tây Phương, chứ không phải để diệt cái nghiệp đi mà trở về Tây Phương. Cho nên mong cho vị mỗi ngày chúng ta hiểu một chút, chúng ta nắm cho vững, để mà sự truyền bá của chúng ta không bị lạc đi, làm cho chúng sanh có thể bị trở ngại sau này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.